Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một chiếc xe địa hình khung carbon, có cặp vành rất là đặc biệt, cặp vành mỏ neo, luter, hâm luter carbon. Vâng, và bây giờ em sẽ đi vào đánh giá ngay tổng thể chi tiết chiếc xe này. Vâng, và tổng thể chiếc xe em đánh giá là 85-90%, còn rất là mới, hầu như không một vết xước nào. Đây, vân khung carbon các bác nhé, rất là đẹp, hâm luter carbon. Yên thì còn rất là mới, các bác có thể nhìn thấy đây. Đây là sơn thì bị hơi bị nổ nhiệt do đã qua sử dụng. Cái này do nhiệt chứ không phải do xước hay là rách đâu các bác nhá. Các bác thể nhìn này, còn rất là mới, yên da xịn đây. Rất là êm mông, yên rất là dày, thọc yên. Em tìm hiểu chiếc xe này thì loanh quanh thị trường châu Âu thôi. Đây, tổng thể chiếc xe thì rất là mới, giảm sóc. Rất là hầm hố, quá đẹp thật. Và điều đặc biệt nhất là chiếc xe này, ngoài khung carbon ra, cặp vành đúc nguyên khối, mỏ neo rất là đẹp, thông số lốp thì em sẽ quay các bác, 26 x 190. Vâng, đùi đĩa Alivio cao cấp đây. Đùi đĩa chụp rỗng thôi bao nhiêu, rỗng nhìn cả phía sau luôn. Và chiếc xe địa hình này sử dụng bộ tay bấm xả Shimano Alivio của Nhật. Đây là bên lip, bên đĩa đây, đĩa này bấm 3 nấc 3 tầng, 9 tầng cho xe 27 tốc độ, ghi đông cổ phốt của luter chính hãng xe, tất cả đều nguyên bản, cặp vành cũng nguyên bản luter. Xe cặp vành quá đẹp, xe khung carbon. Và pedal đi vòng mặt đạn hình trái tim, rất là lạ. Xe quá đẹp, cổ đề Alivio. Và xe sử dụng bộ phanh dầu Shimano nguyên bản. Khung xe có size 17. Vâng, là phù hợp với các bác từ 1m6 đến 1m7 các bác nhé. Đây, những chữ trên thân xe còn nguyên. Đây, xe thì khá nhiều vết gọi là bụi, em mới về chưa lau chùi gì cả. Trước khi chuyển các bác thì em sẽ rửa qua, lau chùi qua xong rồi mới gửi. Xe chạy dây âm sườn cao cấp, em giới thiệu về những chiếc xe cao cấp với con dây âm sườn.
Bây giờ xe đi vào chuyển động. Xe sử dụng bộ chuyển động, 9 lít 3 đĩa cho xe 27 tốc độ. Bây giờ xe test chuyển động các bác. Vâng, bây giờ lên lít. Chuyển động thì rất là tốt rồi. Xe đèn rất là mới, chủ xuất ít đi. Xuống. Nó rất tốt. Sử dụng bộ chuyển động Alilio của Nhật. Về sang đĩa. Xuống đĩa. Lên đĩa. Rất là tốt các bạn. Máy quá đẹp. Đi lại rất là đặc biệt. Lần đầu tiên em về một chiếc xe cặp vành đẹp như này. Xe địa hình. Tay nắm sừng. Vâng, và chiếc xe Hamlotter Carbon đang được bán tại cửa hàng em với giá. Các bác quan tâm hay nhắn tin Zalo 0975 709 943 để được xem những hình ảnh chi tiết nhất về chiếc xe. Xin chào, cảm ơn các bác đã theo dõi video.